Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đâu Mất Của Chiếc Hermes. Ở bài ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một cái mẫu túi đựng lì xì cho bé rất là xinh xắn như thế này ha. Ở đây mình có hai mẫu túi với hai màu sắc khác nhau. Một mẫu túi như vậy nó sẽ có chiều ngang túi là 14 cm, chiều cao của túi là 11 cm. Mình hy vọng là cái bài hướng dẫn này của mình nó sẽ giúp cho các bạn có thể móc được cho bé một cái mẫu túi đựng lì xì cực kỳ ưng ý trong cái mùa Tết này. Và nếu như mọi người yêu thích bài hướng dẫn này của mình thì mọi người nhớ ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký kênh để mình có động lực quay tiếp những cái bài hướng dẫn cực kỳ đáng yêu như thế này nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào móc cái mẫu túi này. Và để móc cái mẫu túi này thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Với cái mẫu túi này mình sẽ dùng len miêu cotton 125g để móc. Ở đây mình sẽ kết hợp hai màu là màu đỏ và màu trắng lại với nhau. Và kim móc mình dùng là kim móc 2.5mm. Ở đây len miêu cotton nó sẽ có kích thước sợi là 2.5mm luôn mọi người. Ngoài ra thì mình sẽ có sử dụng thêm kéo cắt len, kim khâu len và kim đánh dấu nữa nha. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt tay vào móc cái mẫu túi này nha. Để bắt đầu mình sẽ tạo một mũi trên kim móc. Và bây giờ mình sẽ khởi tạo dãy bính đầu tiên của mẫu túi này gồm có 20 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi mình khởi tạo được 20 mũi bính thì các bạn sẽ len tiếp cho mình 2 mũi bính nữa là mũi bính thứ 21 và mũi bính thứ 22. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim vào mũi bính số 20 và móc vào mũi bính này cho mình 3 mũi kép đơn. Mình sẽ móc mũi kép đơn đầu tiên. Và khi mình móc xong mũi kép đơn đầu tiên thì mình sẽ dùng ghim đánh dấu để đánh dấu mũi kép đơn này lại nha. Tiếp theo mình sẽ móc tiếp vào chân móc này thêm 2 mũi kép đơn nữa thì ở chân móc đầu tiên này mình sẽ có tổng cộng là 3 mũi kép đơn trong một chân móc. Ở đây thì mình sẽ còn 19 cái mũi bính còn lại, mình sẽ móc lần lượt vào từng mũi bính là một mũi kép đơn. Sau khi mình móc vào mũi bính cuối cùng một mũi kép đơn thì mình sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu mũi kép đơn này lại và mình sẽ tiếp tục móc tiếp vào mũi bính cuối cùng này thêm 5 mũi kép đơn nữa. 1 2 3 4 5. Tính cả cái mũi đánh dấu đầu tiên của mình nữa thì ở chân móc đầu cuối cùng này mình sẽ có là 6 mũi kép đơn chung một chân móc. Tiếp theo mình sẽ quay ngược dòng móc lại và ở bên những chân móc đối xứng còn lại thì trước đó mình đã móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay ngược đầu móc lại và lần lượt móc vào từng chân móc tiếp theo mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến khi mình gặp lại cái chân móc đầu tiên nha. Sau khi mình móc lần lượt toàn bộ mũi kép đơn cho đến khi mình gặp lại cái chân móc đầu tiên thì tại cái chân móc đầu tiên này trước đó mình đã có móc vào đây là 3 mũi kép đơn rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đâm kim vào chân móc này và móc tiếp vào đây thêm 3 mũi kép đơn nữa. 1 2 3. Và sau đó thì mình sẽ tháo ghim đánh dấu cái chân móc đầu tiên ra và đây thì mình sẽ trượt một mũi trượt vào vị trí mà mình vừa tháo ghim đánh dấu để kết thúc dòng móc đầu tiên. Thì kết thúc dòng móc đầu tiên, mình sẽ bắt đầu lên tiếp 2 mũi bính để móc tiếp dòng móc số 2. Thì ở dòng móc số 2 ở chân móc đầu tiên ở đây mình sẽ móc vào đây là 2 mũi kép đơn chung một chân móc. Thì đầu tiên mình sẽ móc một mũi kép đơn và dùng ghim đánh dấu để đánh dấu mũi kép đơn này lại. Tiếp theo mình sẽ móc tiếp vào đây thêm một mũi kép đơn nữa là chân móc này mình sẽ có 2 mũi kép đơn chung một chân móc. Ở hai chân móc tiếp theo mình cũng sẽ dốc giống như chân móc đầu tiên là mỗi chân móc là 2 mũi kép đơn. Ở chân móc số 2, 2 mũi kép đơn chung một chân móc. Ở chân móc số 3, mình cũng sẽ móc 2 mũi kép đơn chung một chân móc. Và sau đó thì ở những chân móc còn lại tiếp theo, mình sẽ móc lần lượt mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến khi mình gặp kim đánh dấu số 2.
Ở dòng móc số 2, sau khi mình móc tới cái ghim đánh dấu số 2 thì mình sẽ tháo ghim đánh dấu ra. Và ở đây thì mình sẽ móc vào vị trí mình vừa tháo ghim đánh dấu là hai mũi kép đơn chung một chân móc. Sau đó thì mình sẽ dùng ghim và đánh dấu mũi kép đơn này lại. Tiếp theo đó thì ở 5 chân móc tiếp theo mình sẽ lần lượt móc vào mỗi chân móc là hai mũi kép đơn chung một chân móc. Một, hai, ba, bốn, năm. Và sau khi mình tăng mũi liên tục ở 6 chân móc thì mình sẽ sang phía còn lại của phần đáy túi. Thì ở bên này mình sẽ móc lần lượt mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến khi mình gặp 3 cái chân móc cuối cùng trên dòng móc số 2, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nha. Sau khi mà mình móc tới 3 chân móc cuối cùng trên dòng móc số 2 thì mình sẽ móc lần lượt vào 3 chân móc cuối cùng này mỗi chân móc là 2 mũi kép đơn chung một chân móc. Sau đó thì mình sẽ tháo ghim đánh dấu mũi kép đơn đầu tiên trên cái dòng móc số 2 và trượt một mũi trượt vào cái mũi kép đơn này để kết thúc dòng móc số 2. Tiếp theo, ở dòng móc số 3 mình sẽ lên hai mũi bính, đâm kim vào chân móc đầu tiên và móc một mũi kép đơn vào chân móc này. Sau đó mình cũng sẽ dùng ghim và đánh dấu mũi kép đơn này lại. Tiếp theo thì các bạn sẽ lần lượt móc từng chân móc trên dòng móc số 3, mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến hết dòng móc này. Khi kết thúc dòng móc số 3 thì các bạn sẽ tiếp tục móc tiếp dòng móc thứ 4 và thứ 5 giống hoàn toàn như dòng móc số 3, là mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi kép đơn không tăng không giảm mũi. Và đây là sau khi mình móc xong dòng móc số 5 thì mình đã có được một cái phần thân dưới của túi như thế này. Ở dòng móc số 6 thì mình sẽ tiến hành giảm mũi để tạo độ bo cho cái phần miệng túi. Và ở đây các bạn sẽ dùng một cái ghim đánh dấu cái chân móc số 29 trên dòng móc số 6 cho mình. Mình sẽ bắt đầu tính chân móc số 1 ngay tại vị trí mình vừa trượt mũi trượt để kết thúc cái dòng móc số 5 trước đó. Và đếm tới số mũi số 29 thì mình sẽ đánh dấu lại ha. Thì bây giờ mình sẽ móc tiếp dòng móc số 6 như sau. Ở đây thì các bạn sẽ lên cho mình hai mũi bính. Và ở chân móc đầu tiên và chân móc số 2 thì mình sẽ móc vào đây là hai mũi kép đơn chụm đầu. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy len đâm kim vào chân móc đầu tiên, lấy len kéo qua chân móc này. Sau đó các bạn sẽ lấy len kéo qua hai chân móc trên kim móc. Tiếp theo các bạn sẽ đâm kim vào chân móc tiếp theo, lấy len kéo qua chân móc này. Sau đó các bạn sẽ lấy len kéo qua hai chân móc trên kim móc. Bây giờ trên kim móc mình sẽ có 3 mũi như thế này, các bạn sẽ lấy len kéo qua 3 mũi này thì chúng ta sẽ được là hai mũi kép đơn chụm đầu ở chân móc đầu tiên và chân móc số 2. Tiếp theo thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho tới cái chân móc mà mình đánh dấu. Thì ngay tại cái vị trí hai mũi giảm này thì mình sẽ đếm tổng cộng là 26 chân móc, thì mình sẽ móc lần lượt mỗi chân móc là một mũi kép đơn nha. Ở dòng móc số 6, sau khi mình móc tới cái ghim đánh dấu mà mình đã đánh dấu khi chuẩn bị móc dòng móc số 6 thì mình sẽ tháo ghim đánh dấu này ra và dời cái kim đánh dấu mình vừa tháo ra lên cái mũi móc cuối cùng, mũi kép đơn số 26 mà mình vừa đếm ha. Sau đó thì ở cái vị trí mà mình vừa tháo kim đánh dấu ở chân móc này và chân móc kế bên thì mình sẽ móc là hai mũi kép đơn chụm đầu. Và cách móc hai mũi kép đơn chụm đầu thì mình đã có hướng dẫn ở đầu dòng móc rồi nha. Tiếp theo, ở chân móc tiếp theo, hai chân móc tiếp theo mình cũng sẽ móc hai mũi kép đơn chụm đầu vào hai chân móc này.
Sau đó thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho đến khi mình gặp lại hai cái chân móc cuối cùng trên dòng móc số 6. Thì tại hai chân móc cuối cùng trên cái dòng móc số 6 á, mình sẽ móc vào hai chân móc đó là hai mũi kép đơn dùng đầu nha mọi người. Sau khi mình móc vào cuối dòng móc số 6 hai mũi kép đơn dùng đầu thì mình sẽ đâm kim vào đầu cái mũi kép đơn đầu tiên trên cái dòng móc này và trượt một mũi trượt để kết thúc dòng móc. Và tiếp theo ở dòng móc số 7 thì đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình hai mũi bính, đâm kim vào chân móc đầu tiên và móc vào chân móc này cho mình một mũi kép đơn. Tiếp theo thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho đến hết cái vòng móc số 7. Và ở đây thì khi mà các bạn gặp cái kim đánh dấu mà các bạn đánh dấu ở dòng móc số 6 trước đó thì các bạn vẫn dời lên cho mình nha. Dời lên, tức là ngay cái tại vị trí đó các bạn móc một mũi kép thì các bạn sẽ dời cái kim đánh dấu lên cái mũi kép ngay tại chân móc đó nha. Sau khi mà mình móc xong dòng móc số 7 thì như những dòng móc trước đó mình cũng sẽ trượt một mũi trượt vào chân móc đầu tiên để kết thúc dòng móc số 7. Và sau khi mình móc xong dòng móc số 7 thì mình cũng sẽ có một cái kim đánh dấu trên cái dòng móc số 7 ở đây. Và cái kim đánh dấu này nó sẽ đánh dấu ở chân móc số 27 trên cái dòng móc này. Và tiếp theo mình sẽ móc tiếp dòng móc số 8. Và để móc dòng móc số 8 thì cách bước đầu tiên mình sẽ móc sẽ giống hoàn toàn như dòng móc số 6 mọi người. Ở đây mình sẽ lên hai mũi bính. Và ở hai chân móc đầu tiên nè, mình sẽ móc hai mũi kép đơn chụm đầu và hai chân móc này. Cách móc thì mình đã hướng dẫn ở dòng móc số 6 rồi mọi người. Sau khi mình móc hai mũi kép đơn chụm đầu ở dòng móc này thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc tiếp theo mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến khi mình gặp cái kim đánh dấu ha. Ở dòng móc số 8, sau khi mình móc tới cái chân móc mà mình đã dùng kim đánh dấu ở dòng móc số 7 trước đó thì các bạn sẽ tháo kim đánh dấu này ra cho mình. Và mình sẽ dùng cái kim đánh dấu này đánh dấu lên cái mũi kép đơn ở phía trên mình vừa móc xong ở đây. Tiếp theo ở 4 chân móc tiếp theo thì mình sẽ lần lượt móc vào hai chân móc một cặp là hai mũi kép đơn chụm đầu. Thì 4 chân móc là mình sẽ móc được hai cái cặp hai mũi kép đơn chụm đầu ở mọi người. Thì đây mình sẽ móc là hai mũi kép đơn chụm đầu vào một cái chân móc mà mình vừa tháo đánh dấu và một cái chân móc tiếp theo sau cái chân móc đó. Tiếp theo thì mình sẽ móc tiếp vào hai chân móc tiếp theo là hai mũi kép đơn chụm đầu vào hai chân móc này. Và cứ như vậy ở những chân móc còn lại á, thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho tới hai chân móc cuối cùng trên dòng móc số 8. Thì ở hai chân móc cuối cùng trên dòng móc số 8 mình sẽ móc vào hai chân móc đó là hai mũi kép đơn chụm đầu. Thì đến đây các bạn có thể thấy là cách móc của dòng móc này nó sẽ giống hoàn toàn như là ở cái dòng móc mà số 6 mà các bạn đã móc trước đó, thì cách giảm mũi là hoàn toàn tương tự ha. Ở cuối dòng móc số 8, sau khi mình móc vào hai chân móc cuối cùng này hai mũi kép đơn chụm đầu thì mình sẽ đâm kim vào đầu cái cụm hai mũi kép đơn chụm đầu đầu tiên nè và móc một mũi trượt để kết thúc dòng móc số 8. Tiếp theo mình sẽ lên hai mũi bính và móc tiếp dòng móc số 9. Đầu tiên mình sẽ móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Và các bạn có thể dùng ghim để đánh dấu mũi kép đơn này lại ha. Sau đó thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho đến hết dòng móc số 9 ở đây. Và mọi người lưu ý là khi mà các bạn móc thì các bạn cũng sẽ dời cái ghim đánh dấu lên cho mình ở dòng móc số 9 này nha. Sau khi mà các bạn móc tới cuối dòng móc số 9 thì ở đây mình đã có một cái mũi trượt cuối cùng của dòng móc số 9. Thì ở trên kim móc mình đây là cái mũi cuối cùng trên kim móc này. Thì các bạn sẽ lùi lại một chân móc, tức là cái chân móc cuối cùng của dòng móc số 9, các bạn sẽ đâm kim vào chân móc này. Sau đó thì các bạn sẽ đưa cái cọng sợi cuối cùng mình kéo ngược lui sau cái chân móc này cho mình. Đó, các bạn sẽ kéo và dời lại một mũi ở đây. Thì bây giờ cái chân móc đầu tiên của dòng móc số 10 nó sẽ lùi lại một chân so với những cái dòng móc trước đó. Thì khi mà các bạn lùi lại như vậy thì các bạn sẽ lên cho mình hai mũi bính. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim vào chân móc tiếp theo, cũng chính là chân móc mà các bạn móc cái mũi trượt ở cái dòng móc số 9 trước đó.
và móc cho mình vào chân móc này là một mũi kép đơn. Và ở đây thì mình sẽ tính hai cái mũi này là hai mũi kép đơn chụm đầu, thì mình sẽ đánh dấu cái mũi kép đơn này lại cho đến đây. Nếu như bạn nào mà móc quen rồi thì các bạn cũng không cần đánh dấu đâu. Bạn nào chưa móc quen thì các bạn có thể là dùng ghim để đánh dấu lại, thì lát sau chúng ta biết đâu là cái điểm để kết thúc vòng móc á. Tiếp theo thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho đến khi mình gặp cái ghim đánh dấu, thì ngay tại cái ghim đánh dấu đó mình sẽ móc vào cái ghim đánh dấu đó là một mũi kép đơn ha. Ở vòng móc số 10, sau khi mình móc tới cái ghim đánh dấu nè, thì mình sẽ tháo ghim đánh dấu ra và móc một mũi kép đơn vào cái vị trí mà mình vừa tháo ghim đánh dấu ra. Và sau đó thì ở hai chân móc tiếp theo nè, các bạn sẽ móc vào hai chân móc này cho mình là một mũi, hai mũi kép đơn chụm đầu nha. Và sau đó thì ở những chân móc còn lại thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho đến hết cuối cái vòng móc số 10 ở đây. Ở cuối vòng móc số 10, sau khi mình móc xong vòng móc này thì mình sẽ đâm kim vào đầu cái mũi kép đơn đầu tiên trên cái vòng móc này. Ngay cái tại vị trí này là hai mũi kép đơn chụm đầu á mọi người, mình sẽ đâm kim vào vị trí này và móc một mũi trượt để kết thúc vòng móc số 10. Thì ở vòng móc số 11, đầu tiên mình sẽ lên hai mũi bính, đâm kim vào chân móc đầu tiên và móc một mũi kép đơn vào chân móc đầu tiên. Sau đó thì ở những chân móc tiếp theo thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho đến cuối vòng móc số 11 nha. Ở cuối vòng móc số 11, sau khi mình móc tới cái mũi kép đơn cuối cùng thì mình sẽ đâm kim vào đầu cái mũi kép đơn đầu tiên trên vòng móc này và móc một mũi trượt. Sau đó thì các bạn sẽ chốt mũi cho mình bằng một cái mũi bính và sau đó các bạn sẽ cắt len đi. Vậy là mình đã móc xong được một cái phần thân túi như thế này, rất là xinh xắn. Bây giờ thì mình sẽ móc cái phần nắp cài cho cái mẫu túi này nha. Để móc phần nắp cài cho mẫu túi này thì các bạn sẽ gập đôi cái phần miệng túi lại như vậy để chúng ta có thể biết được ở đâu là mặt trước của túi và ở đâu là mặt sau của túi. Thì khi chúng ta móc xong cái vòng móc cuối cùng của cái phần thân túi thì chúng ta sẽ có tổng số mũi trên cái phần thân miệng túi là 50 mũi, thì ở phần thân trước của miệng túi sẽ có 25 mũi, ở phần thân sau của miệng túi sẽ có 25 mũi. Và khi các bạn gập lại như vậy thì số mũi nó sẽ chia đều cho phần hai bên, thì các bạn có thể thấy là đây là cái mũi đầu tiên của phần thân sau của túi. Thì mình sẽ chọn cái phần thân mà mình có cái mũi cuối cùng ở đây nè, mình sẽ chọn cái thân này làm phần thân sau của túi ha. Thì đây là cái mũi đầu tiên của cái phần thân sau này, các bạn có thể thấy khi mình gập lại thì hai bên nó có hai mũi, thì đây là cái mũi đầu tiên của phần thân sau nè. Mình sẽ đếm 1, 2, 3 và đâm kim vào cái mũi thứ tư ha. Thì đây là cái mũi thứ tư nè, đây mình sẽ đâm kim vào cái mũi thứ tư và móc vào cái mũi này là mình sẽ đưa cọng len màu trắng vào cái vị trí này. Thì ở cái vị trí này mình sẽ lên là hai mũi bính và mình sẽ móc vào chân móc này là một mũi kép đơn đầu tiên. Cái hai mũi bính đó thì mình sẽ không tính nó là mũi kép đơn đâu mọi người. Và tiếp theo mình sẽ móc vào 18 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau khi mà mình móc liên tiếp được 18 mũi tính cả cái mũi đầu tiên nữa, chúng ta sẽ có là 19 mũi kép đơn trên cái vòng móc đầu tiên của phần nắp túi. Và khi mình móc xong cái mũi kép thứ 19 thì mình sẽ quay ngược đầu móc lại và đây mình sẽ lên hai mũi bính. Sau đó mình sẽ móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn và tiếp theo thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn. Thì ở vòng móc số 2 này á, mình sẽ có tổng số chân móc bằng với vòng móc đầu tiên là 18 chân móc nha. Sau khi mà mình móc xong vòng móc số 2 của phần nắp túi thì bắt đầu từ những vòng móc số 3 trở đi cho tới vòng móc số 6 thì mình sẽ móc thẳng lên, không tăng không giảm mũi. Và sau khi mình móc xong vòng móc số 6 của cái phần nắp túi thì mình sẽ lên một mũi bính để chốt mũi, sau đó thì mình sẽ cắt len. Tiếp theo thì mình sẽ đi viền phía ngoài cho cái phần nắp túi ha. Ở đây thì các bạn sẽ đưa cho mình cọng len mới vào chân móc đầu tiên, cũng chính là ngay cái chân móc mà mình sẽ đưa cái cọng len đầu tiên và móc cái phần nắp túi. Mình sẽ đưa chân vào cái chân móc này.
Và các bạn lưu ý là trong quá trình mà các bạn móc những cái họa tiết ở đây thì các bạn sẽ kẹp theo cái cọng len dưới phía bên dưới để luôn, để chúng ta giấu sợi luôn nha. Sau khi mình đưa vào cái chân móc này thì mình sẽ bỏ qua một cái mũi kép đơn nằm ngang, tức là cái dòng đầu tiên của cái nắp túi, đâm kim vào cái dòng thứ hai, chính là cái mũi kép đơn nằm ngang của dòng móc số 2, và móc vào đây cho mình là 6 mũi kép đơn chung một chân móc. 2 3 4 5 6. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cái dòng số 3 của phần nắp túi và đâm kim vào giữa chân móc, giữa dòng số 3 và dòng số 4, và móc cho mình một mũi trượt vào cái vị trí này. Tiếp theo thì các bạn sẽ đâm bỏ qua cái dòng móc số 5 và đâm kim vào cái mũi kép đơn nằm ngang của dòng móc số 6, và móc vào vị trí cái mũi kép này là 6 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5 6. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim vào đầu cái vị trí mũi kép đơn cuối cùng mà chúng ta vừa cắt len để chốt lúc nãy á, các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi kép đơn này và trượt cho mình một mũi trượt vào cái mũi này nha. Sau đó thì các bạn sẽ, trong quá trình các bạn móc cùng họa tiết ở phía trên này này, các bạn sẽ kẹp theo cái cọng len thừa khi chúng ta chốt mũi, để chốt mũi 6 cái dòng móc của phần nắp túi nè. Thì ở đây, tới ngay cái điểm này, các bạn sẽ bắt đầu, đây là cái chân móc đầu tiên các bạn vừa móc mũi trượt vào, thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc tiếp theo là chân móc số 3, và móc vào chân móc này cho mình là 6 mũi kép đơn chung một chân móc. 2 chân móc, đâm kim vào chân móc tiếp theo và móc một mũi trượt vào chân móc này. Tiếp sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 2 chân móc, đâm kim vào chân móc tiếp theo, móc 6 mũi kép đơn vào chân móc này. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại thao tác này, đi hết cái số chân mũi trên này, sau đó đi vòng ngược lại và móc thêm cho mình 2 cái cụm họa tiết ở hai bên rìa của cái phần nắp túi ở bên này. Thì 2 cụm họa tiết này nó sẽ đối xứng với 2 cái cụm họa tiết đầu tiên mà mình vừa móc xong ở cái phần nắp túi này nha. Sau khi mà mình móc tới cụm họa tiết cuối cùng của phần nắp túi thì mình cũng sẽ trượt một mũi trượt vào cái chân móc đầu tiên của cái phần nắp túi này, và ở đây mình sẽ lên một mũi bính để chốt mũi và cắt len. Mình sẽ rút cọng len này lên ha. Sau đó thì mình sẽ giấu cọng len thừa này vào phía mặt trái của cái phần nắp túi, ngay tại dòng móc đầu tiên luôn mọi người. Sau đó thì mình sẽ cắt bỏ những cái cọng len thừa đi ha. Ngay trên cái phần nắp túi này mình cũng vậy. Khi mình móc xong cái phần thân túi và phần nắp túi rồi thì bây giờ mình sẽ móc nơ trang trí cho cái phần nắp túi ha. Để móc mẫu nơ trang trí cho phần nắp túi đầu tiên, các bạn sẽ tạo cho mình một mũi đầu tiên cho cái dãy bính để chúng ta làm nơ. Và cái dãy bính này mình sẽ khởi tạo dãy bính gồm có là 13 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Và khi các bạn khởi tạo được 13 mũi thì các bạn sẽ lên tiếp cho mình 1, 2, 3 và đâm kim cho mình vào cái mũi bính thứ 13 và móc vào cái mũi bính này cho mình là một mũi kép đơn. Sau đó thì mình sẽ lần lượt móc từng cái mũi, từng cái chân móc là một mũi kép đơn ha.
cho đến cuối cái dãy bánh này. Sau khi mình móc vào cuối dãy bánh một mũi kép đơn thì mình sẽ lên 3 mũi bánh và đâm kim vào mũi bánh cuối cùng này và móc vào đây cho mình một mũi trượt. Tiếp theo mình sẽ lên 3 mũi bánh. Tiếp tục đâm kim vào chân móc này và móc một mũi kép đơn. Sau đó thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc kế tiếp mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến khi mình gặp lại chân móc đầu tiên. Sau khi mình gặp lại cái chân móc đầu tiên ha, thì ngay tại chân móc này mình đã có là một dãy bánh và một mũi kép đơn, thì bây giờ mình sẽ móc tiếp vào chân móc này một mũi kép đơn. Sau đó thì mình sẽ lên 3 mũi bánh. Móc một mũi trượt vào cái chân móc này. Tiếp theo thì mình sẽ rút cái cọng len này lên xíu nè, các bạn sẽ cắt len. Và rút cái cọng len này lên. Sau đó thì các bạn sẽ xỏ kim từ phía mặt trái, các bạn xỏ lên ngay tại chân móc này và kéo cái cọng len mà các bạn vừa rút lên kéo xuống mặt trái của chân móc. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim khâu len để giấu cái cọng len thừa này vào những cái chân móc mà chúng ta đã móc trước đó. Sau khi mà các bạn giấu len đi thì các bạn sẽ tiếp tục khởi tạo cho mình một dãy bánh gồm có 9 mũi bánh và các bạn sẽ móc cho mình một cái dãy kép gồm có 9 mũi kép như thế này. Và sau khi các bạn móc xong thì các bạn cũng sẽ giấu len đi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ khâu ráp hai cái phần mảnh móc này lại với nhau tạo thành cái nơ ha. Ở đây mình sẽ gập lại ha. Các bạn sẽ chọn cho mình một cái điểm ở giữa. Ở đây chúng ta sẽ có là 13 cái mũi. Thì chúng ta sẽ đếm từ phía bên trái sang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì tính cái mũi thứ 13 chính là cái mũi này. Và khi các bạn khâu cái đó thì các bạn sẽ khâu tiếp cái mũi, cái dãy kép mà các bạn đã làm trước đó nè. Các bạn sẽ khâu vào luôn. Sau khi khâu xong thì các bạn sẽ buộc hai cái đầu này lại với nhau để định hình cái nơ trước, sau đó thì các bạn sẽ cuốn vòng tròn ha. Các bạn sẽ cuốn lại cho mình. Và khi các bạn quấn xong thì các bạn sẽ lấy cái đầu mà các bạn đầu len mà các bạn đã quấn trước đó thì các bạn sẽ buộc lại hai cái đầu này lại với nhau. Chúng ta sẽ định hình lại cái nơ này một lần nữa ha. Và khi sau khi mà các bạn khâu xong cái nơ này thì các bạn sẽ khâu chiếc nơ mà các bạn vừa làm xong vào ngay tại cái vị trí nắp túi mà các bạn đã móc trước đó. Sau khi mà mình khâu nơ vào thì mình đã hoàn thiện xong một cái mẫu túi như vậy. Tiếp theo là mình sẽ móc dãy bánh để tạo phần quai túi. Thì ở đây tùy thuộc vào các bạn muốn phần quai túi dài ngắn khác nhau để các bạn sẽ tạo độ dài túi khác nhau tùy thuộc vào chiều cao của bé ha. Ở đây thì trước khi mình khởi tạo dãy bánh để làm phần quai túi thì mình sẽ chừa lại dưới một cái đoạn len dài một xíu để sau khi chúng ta khởi tạo xong dãy bánh thì chúng ta sẽ dùng cái cọng len thừa phía bên dưới này để khâu vào cái phần miệng túi nha. Bây giờ thì mình sẽ khởi tạo dãy bánh nha mọi người. Sau khi mình móc xong dãy bánh đủ độ dài của phần quai túi rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành khâu phần quai túi này vào trong cái miệng túi mình đã móc trước đó với cách là dùng kim khâu len để khâu nha mọi người. Ở đây thì các bạn sẽ xác định vị trí khâu miệng khâu quai túi cho mình. Khi mình gập lại vậy thì mình sẽ khâu vào cái chân móc phía bên dưới nè. Ở đây này mình sẽ đưa cái mũi len, cái kim len vào cái chân móc phía bên dưới của dòng móc trên cùng và dòng móc trước đó thì mình sẽ đưa vào như vậy. Sau đó thì mình sẽ
xỏ kim sang chân móc phía bên cạnh ha. Tiếp sau đó là các bạn sẽ lên phía trên và các bạn sẽ xỏ kim vào chân móc phía bên trên. Và tiếp theo thì các bạn sẽ xỏ kim vào chân móc kế bên, vòng len lên, kéo len qua cái cọng dây, cái cọng qua túi này, các bạn sẽ kéo qua và đâm xuyên kim móc về cái chân móc đầu tiên để các bạn buộc chặt và giữ chặt cái phần qua túi này vào sát cái mũi phía bên trên này. Tiếp tục các bạn sẽ khâu thêm cho mình một vòng nữa ha, cho nó chắc chắn hơn. Và ở đây thì khi mà các bạn khâu lên một vòng nữa thì các bạn sẽ quay ngược lại phía trong của phần qua túi sang cái cọng len đầu tiên mà các bạn vòng một vòng, thì các bạn sẽ tạo lại cho mình một cái nút thắt ở đây. Tiếp sau đó là các bạn sẽ giấu len, thì ở đây các bạn sẽ xỏ kim xuyên qua những cái chân móc mà mũi kép mà chúng ta đã tạo trước đó, thì ở đây các bạn nên giấu lui phía mặt sau của mặt lưng của túi ha. Mình sẽ xỏ cái kim móc xuyên qua những cái mũi kép của mặt lưng của túi để giấu cái cọng len thừa cuối cùng này đi. Sau khi mà các bạn khâu xong phần quai túi vào thì các bạn sẽ khâu cho mình tiếp tục một cái nút hít ngay cái phần thân túi và cái phần nắp túi mà các bạn đã móc trước đó. Thì cái nút hít này là để cho nó hít cái miệng nắp túi và cái phần thân túi lại với nhau nha, thì chúng ta khi mà đựng đồ á thì nó không có bị rớt ra ngoài á. Và khi các bạn khâu xong phần nút hít ở đây thì mình cũng đã hoàn thiện xong một cái mẫu túi đựng lì xì cho bé rất là xinh xắn như thế này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài hướng dẫn này của mình. Mọi người nếu xem bài hướng dẫn của mình, yêu thích bài hướng dẫn này thì nhớ nhấn thích video để lại bình luận và bấm đăng ký kênh, kết hợp phần chuông để nhận được thông báo khi ra bài hướng dẫn mới nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong bài hướng dẫn lần sau. Bye bye.